Đến nay, trên tuyến gần 88 km dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An, còn 85 mét chưa giải phóng được mặt bằng, trong đó đoạn Nghi Sơn Diễn Châu còn lại 70 mét, đoạn Diễn Châu Bãi Vọt còn 15 mét. Các vướng mắc chủ yếu tập trung ở đường gom, đường dẫn, ngoài ra là các vấn đề liên quan đến đất tái định cư, đất lâm nghiệp, liên quan đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật về đường nước, đường điện, hành lang lưới điện, đền bù trong hành lang an toàn giao thông, di dời mồ mả. Trên tinh thần nắm bắt từng vướng mắc cụ thể, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương, sở ngành liên quan và Ban Quản lý Dự án 6 tập trung xử lý dứt điểm một số vấn đề. Trong đó liên quan đường nước D800 của nhà máy nước Hoàng Mai chưa lập phương án di rời, ảnh hưởng cầu vượt đường quốc lộ 48D là vấn đề phức tạp nhất. Vấn đề này Sở Giao thông Vận tải cùng Ban Quản lý Dự án 6 phải định vị và kiểm tra lại theo giấy phép thi công tuyến ống để xác định rõ việc đền bù hay hỗ trợ cụ thể theo phương án đặt ra. Một số vấn đề khác liên quan đến đất đai thuộc thẩm quyền của huyện thì địa phương phải chủ động xử lý dứt điểm. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các địa phương đốc thúc người dân chủ động di rời một số lăng mộ còn lại trên tinh thần đảm bảo tâm linh và phong tục để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Một số đề xuất từ các địa phương như đường gom và cống chui dân sinh cũng được Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị Sở Giao thông Vận tải phối hợp Ban Quản lý Dự án 6 bám sát thực địa để xem xét cụ thể.